Chào anh em, dạo này nếu anh em để ý sẽ rất là hay thấy bên em hay ghép được những cái bộ mà nó được cùng loại luôn, tức là cùng hãng luôn. Cái này nó cũng là ngẫu nhiên thôi, tại vì cũng có tùy từng lô, có lô hàng về nó có cùng hãng và nó phù hợp với nhau thì em mới ghép được kiểu đấy. Hôm nay thì em ghép được một bộ của Pioneer. Bộ này giá thì cũng rất là hợp lý, bộ này em để giá là 8 triệu rưỡi. Đấy, gồm có âm ly Pioneer 1200, công suất tiêu thụ là 260W và cặp loa cây Pioneer HF7. Con này thì 160W một chiếc. Đấy, công suất maximum của nó đấy. Chứ anh em đừng có cộng số học là mỗi chiếc 160 thì thành 320 là âm ly phải 320 mới kêu được nhá, cái đấy không phải nhá. Kể cả như cái cặp này ấy, có đợt trước em có ghép với con âm ly Pioneer 7900 130W đánh cực kỳ hay luôn. Cái đôi loa này thì nó có cái gì đặc sắc? Nó có một cái nó rất là lạ, đấy là nó không trùng gân. Cho nên là anh em chẳng bao giờ phải lăn tăn một cái chuyện là phải thay gân nhé. Nó hai cái đầu bát nhưng mà bát nó là bát không gân. Tất cả dòng HF 7, HF 9, HF 10 đều là loa bát không gân. Vậy nó dùng cái gì để nó tạo cái độ đàn hồi? Đấy, tạo cái biên độ dao động của cái cuộn côn đấy là nó dùng cái tầng nhện, nó như một cái piston, nó như cái để nó đệm hai tầng nhện, nó làm để gọi là tạo cái đàn hồi, tạo cái đàn hồi để khi mà loa nó kêu ấy, thì cuộn dây rồi các thứ nó có thể dao động ở trong cái từ trường. Còn con 1200 này thì nó được em ghép nhiều loa lắm rồi. Đấy, cơ bản cái bộ hôm nay thì cũng hướng đến những anh em mà thích chơi cùng tên cùng tuổi. Đấy, với những cái bộ dàn phối ghép như này thì cái đấy không phải là cái quan trọng anh em nhé. Không phải nhất thiết phải loa PL là phải âm ly PL đâu. Các bác nên nhớ một điều như vậy. Nhiều bác là cứ phải câu nệ cái chuyện đấy thì cái đấy hoàn toàn không đúng nhé. Có cái là hôm nay thấy bộ này nó hợp. Và mỗi lần lên sóng những cái bộ combo này không phải tự nhiên em lên một phát là em được luôn đâu. Mặc dù là va nhất rất 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 nhiều rồi nhưng mà vẫn muốn là ví dụ ở đây em có rất là nhiều âm ly, rất là nhiều loa. Em có thể phối một vài đôi, một vài con âm ly em nghe cảm thấy ưng tai của em thì em mới lên sóng. Đấy, còn đương nhiên là còn phải phụ thuộc vào cảm nhận của anh em nữa. Còn trước mắt là cái người đầu bếp như bên em là phối như này thấy nó hợp lý. Đấy, còn ăn uống cũng vậy thôi, các bác đầu bếp các bác nấu ra món ăn. Còn tùy người cảm nhận thì cái chuyện phối ghép này cũng vậy. Và khi anh em mà cảm nhận thấy nó hợp lý và đặc biệt là với cái ngân sách 8 triệu rưỡi, anh em cảm thấy nó hợp lý thì anh em điện thoại cho số máy 098 369 8887 để các bạn tư vấn thêm cho cách các bác mua hàng. Đấy. Và tất cả em luôn luôn nhắc, tất cả những cái sản phẩm âm ly và loa bãi này anh em qua xem, chốt mua, tháo ra xem vô tư. Nhiều anh em đừng có ngại nhé, nhiều anh em cứ lăn tăn ngại. Và quan trọng nữa là anh em có thắc mắc gì anh em đừng ngại một cuộc điện thoại thôi. Đấy. Và với clip hôm nay, với bộ hôm nay, nếu với những em mà cảm thấy chưa phù hợp với mình thì vẫn cứ lưu cái số máy của em vào. Đến lúc nào đấy nó phù hợp thì anh em điện. Mà quan trọng hơn nữa là nhớ đăng ký kênh. Cái hành động đăng ký kênh nó chẳng mất cái gì của các bác đâu. Nó free hết. Tuy nhiên sẽ có một ngày nào đó có một vài cái clip nó sẽ hữu ích cho anh em. Thì em đăng ký kênh là ủng hộ. Đấy là đã ủng hộ những người YouTuber làm clip như bên bọn em sẽ có động lực làm những cái clip nó có tốt hơn dành cho cộng đồng và dành cho anh em yêu âm nhạc. Đấy, sơ qua một vài điều như vậy. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Bây giờ mời các bác nghe đoạn nhạc của cái bộ 8 triệu rưỡi này xem nó như thế nào. Thank you.
Chaque jour.